Thank you.
Xin được chào mừng quý vị các bạn cùng trở lại với sân bóng Thanh Xuân. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến đầy sôi động của giải đá U15 Minmo năm 2023. Trước mắt chúng ta sẽ là trận chung kết của giải bóng đá U15 cuộc đua sức giữa Yên Nhân và Yên Thắng. Chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho các đội đã có mặt trong trận chung kết ngày hôm nay. Một không gian tuyệt vời tại sân bóng Thanh Xuân. Và ngày nay với một điều kiện thời tiết rất lý tưởng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của trận chung kết này. Trong trang phục áo đỏ quần đỏ là các cầu thủ Yên Thắng. Và trong trang phục áo đen quần đen là các cầu thủ U15 Yên Nhân. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Bùi Quốc Hiệu, trọng tài đến từ thành phố Tam Điệp. Như vậy là trận chung kết đã được bắt đầu. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra quân của hai đội trong trận đấu này như sau. Bên phía U15 Yên Nhân, trong trang phục áo đen quần đen, đội ra quân gồm có thủ môn Xuân Phong số 31, Anh Đức số 20, Tiến Gia Ban số 7, Khánh Sáo số 10, Hành Viết Đích số 15, Khánh Báo mang áo số 8 và Dương Cô Ca số 97. Ở hiệp thi đấu đầu tiên, các thủ Yên Nhân họ sẽ bảo vệ ông thành bên phía tay trái của màn ảnh quý vị các bạn. Trận đấu đã được kênh TD Studio phát trực tiếp trên fanpage của TD và trên trang báo Đá Phủ Yên Mô. Chúng tôi rất mong quý vị các bạn hãy dành những chia sẻ để những diễn biến của trận chung kết này sẽ đến được với tất cả các cổ động viên, những người không có điều kiện đến sân bóng Thanh Xuân ngày hôm nay vẫn có thể dõi theo và cổ vũ cho tinh thần thi đấu của Yên Nhân và Yên Thắng. Đội hình ra quân của Yên Thắng ngày hôm nay gồm có thủ môn áo số 7 Tài Thí Tẹo, số 218 Đức Thiện, số 9 Quang Huy, số 12 Văn Phát, Toàn Đơ Lima số 18 Tiến Trắng số 27 và cầu thủ số 13 Hải Long. So với trận bán kết thì ngày hôm nay Yên Thắng có một sự điều chỉnh khi mà Đức Thiện đã được tung vào sân ngay từ đầu để thay thế vị trí của Phạm Hưng. Và bên phía Yên Nhân thì họ cũng có hai sự điều chỉnh so với trận bán kết với các thủ Khánh Thịnh. Anh Đức đã được tung vào sân từ đầu để thay thế vị trí của Mạnh Hùng, cùng với đó là sự trở lại của Hạnh Viết Đích. Hạnh Viết Đích đã thay thế vị trí của Phạm Thắng. Ngày hôm nay thì cả Yên Nhân và Yên Thắng đều có đội hình mạnh nhất của họ với sự phục vụ của Dương Cô Ca và Tiến Trắng, những cầu thủ sẽ được chờ đợi ở trận đấu này. Lúc này đang có 3 cầu thủ đang dẫn vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn tốt nhất, gồm có Văn Phát, Toàn Đô Lima của Yên Thắng, cùng với đó là Khánh Báo của Yên Nhân. Mỗi cầu thủ đã ghi được 2 bàn. Đây là trận đấu ngoài việc hướng tới trận chiến thắng và giành chức vô địch thì các cầu thủ cũng đang hướng tới danh hiệu vua phá lưới. Cơ hội sẽ được chia cho 3 cầu thủ: Văn Phát, Toàn Đơ Lima và cầu thủ Khánh Sáo. Xin lỗi các bạn, Khánh Báo. Quả đá phạt góc đầu tiên sẽ được dành cho Yên Nhân. Dương Cô Ca. Dương Cô Ca! Cú đá cực kỳ chất lượng của Dương Cô Ca. Ở những trận đấu trước đây thì Dương Cô Ca luôn là như vậy. Đề nghị các cầu thủ bên phía Yên Thắng, chúng ta ngồi lùi vào cách đường biên 1 mét đi để đảm bảo cho các cầu thủ và công tác điều hành của trọng tài. Kể từ đầu trận thì cơ hội nguy hiểm nhất được tạo ra là cú dứt điểm của Dương Cô Ca. Cú đá cũng đã khiến cho thủ môn Yên Thắng phải rất vất vả. Và ngày hôm nay thì Tài Tí Tẹo không đeo găng tay và tình huống vừa rồi cũng khiến cho thủ môn này gặp khá nhiều rắc rối. Người bị phản lỗi trong tình huống vừa rồi là Dương Cô Ca. Niềm hy vọng bên phía các thủ Yên Nhân chắc chắn sẽ được dành cho đội trưởng cầu thủ số 97 Dương Cô Ca. Và bên phía Yên Thắng thì Tài Đơ Lima cùng với Văn Phát và Tiến Trắng cũng là một trong những cầu thủ đã thi đấu rất hay trong các trận đấu gần đây. Một điểm chung của hai đội bóng này là sau 3 trận đấu đã qua, họ đều có 1 trận hòa và 2 chiến thắng. Họ đều vượt qua các đối thủ ở vòng bảng, xin lỗi các bạn, ở vòng bán kết trên chấm penalty. Các cầu thủ Yên Nhân đã vượt qua Khánh Thịnh trên chấm penalty với tỷ số 2-1. Và các thủ Yên Thắng cũng đã vượt qua các thủ Yên Thái với cùng tỷ số. Đó là một điều rất trùng lập. Một điều trùng lập nữa là Yên Nhân và Yên Thắng lúc này đều có hiệu số như nhau.
Sau 3 trận đấu thì họ ghi được 6 bàn thắng và để lọt lưới 2 bàn. Đó là một con số thống kê cho thấy hai đội bóng ngày hôm nay rất ngang tài ngang sức. Bây giờ sẽ là tình huống đá biên dành cho Ghi Thắng. Quang Huy, Tiến Trắng. Mất bóng sẽ rất nguy hiểm. Rất may là Tiến Trắng đã kịp thời. Nhưng đó là lỗi của Tiến Trắng. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Yên Nhân. Bây giờ sẽ là cơ hội được dành cho Yên Nhân. Tuy nhiên một cầu thủ Yên Nhân cũng đang phải nằm sân. Và hy vọng là cầu thủ này sẽ không sao. Một tình huống va chạm với Tiến Trắng. Người bị đau là cầu thủ mặc áo số 30. Có lẽ là anh Đức. Cơ hội sẽ được trao cho Dư Coca và rất đông các cầu thủ Yên Thắng đã phải lui về. Đây sẽ là một góc sút rất rộng. Dư Coca và Khánh Sáo được chuyền cho Khánh Sáo, dứt điểm. Một tình huống không thực sự chủ động của Khánh Sáo. Quang Nguyễn sẽ dành phần thưởng 100.000 đồng nếu như ngày hôm nay Khánh Báo ghi bàn, cùng với đó là phần thưởng của Nguyễn Huy Hiệu. Đề nghị các bạn bên phía của Yên Thắng chúng ta ngồi lui vào trong đi. Đạt Vé cũng sẽ dành 100k nếu như Dương Coca ghi bàn trong ngày hôm nay. Nguyễn Huy Hiệu còn chơi tất tay hơn nếu như ngày hôm nay các đặc biệt là Khánh Báo ghi bàn sẽ được bạn Nguyễn Huy Hiệu dành tặng cho Khánh Báo 500. Đề nghị anh em phải giữ uy tín nhá. Dương Coca. Những cú đá từ xa của Dương Coca luôn có độ chính xác rất cao. Chúng tôi rất mong các bạn tiếp tục dành những chia sẻ để diễn biến của trận đấu này sẽ đến được với tất cả các cổ động viên, đặc biệt là các cổ động viên của Yên Thắng và Yên Nhân. Một trận đấu dành cho tuổi trẻ Yên Mô. Những cầu thủ đã rất trưởng thành sau các trận đấu đã qua của giải đấu. Họ đang có được sự tự tin để bước vào trận chung kết này. Khánh Sáo. Tình huống để bóng chạm tay của Quang Huy. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt. Không, chính xác đó là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt đối với các cầu thủ của Yên Nhân. Dư Coca là một trong những cầu thủ lên công về thủ rất toàn tiện. Nguyễn Huy Hiệu là những thông tin cho các cầu thủ Yên Nhân. Nếu như Đức Chuối và Khánh Báo ghi bàn ngày hôm nay sẽ được Mạnh Thường Quân này dành thưởng cho mỗi cầu thủ 500.000 đồng. Rất nhiều những sự khích lệ tinh thần được dành cho các thủ Yên Nhân và Yên Thắng. Chúng tôi rất mong quý vị bạn tiếp tục hãy dành những chia sẻ, những comment để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho cầu thủ hai đội đang thi đấu trận chung kết ngày hôm nay. Quang Huy. Ở trận đấu ra quân thì Yên Nhân đã hòa với Yên Thái với tỷ số 1 đều. Và đó cũng là trận đấu mà Yên Thắng đã hòa với Mai Sơn với tỷ số 2 đều. Và trận đấu thứ hai thì Yên Nhân đã vượt qua Liên Quân Đồng Mạc với tỷ số 5-1. Cùng với đó là chiến thắng 3-0 trước Yên Hòa của Yên Thắng. Những bước tiến để đến với trận chung kết của hai đội là rất giống nhau. Cả hai đội đều phải vượt qua những trận bán kết trên chấm luân lưu. Với cùng tỷ số là 2-1. Và số bàn thắng lúc này của cả hai đội
họ ghi được là con số 6 và mỗi đội đều bị thủng lưới 2 bàn. Một con số có thể nói rất cân bằng. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên dành cho các thủ Yên Thắng. Người thực hiện sẽ là Toàn Đờ Lima. Giữa Coca. Tại giải bóng đá 15.000 mô năm 2023, ngoài các giải thưởng dành cho các đội bóng nhất nhì ba, thì ban tổ chức còn có các giải phụ dành cho cầu thủ vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất, Khánh Sáu. Quá đáng tiếc cho Khánh Sáu ở tình huống vừa rồi, một tình huống thoát người rất nhanh. Tỷ lệ kiểm soát bóng của các đội trong những phút thi đấu đã qua của hiệp 1 là khá cân bằng. Tiến ra bàn. Được chuyển ra chính xác của Tiến ra bàn. Khánh báo. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên dành cho các cầu thủ Yên Nhân, Dương Cô Ca. Không kịp dứt điểm. Phản công Toàn Đờ Lima. Đó là tình huống đánh chặn của Hành Vi Đích. Cả thủ môn Xuân Phong và Tài Thí Tẹo đều là những người có thể hình rất to cao. Các cổ động viên nữ ở ngoài nói rằng cả thủ môn Xuân Phong và Tài Thí Tẹo đều là những người rất to cao nhưng không đen hôi. Rất may là như vậy. Quả đá biên tiếp theo được dành cho Y Thắng. Hoàn phát. Trả bóng lại. Một tình huống trả bóng lại cho cầu thủ số 13 Hải Long. Nhưng Hải Long đã không dứt điểm ngay. Phải thực hiện một đường chuyền lên phía trên. Và cơ hội đã trôi qua. Vâng, Mạnh Thường Quân mang tên Huỳnh Nguyễn sẽ treo thưởng cho cầu thủ Yên Thắng ghi bàn thắng đầu tiên 1 triệu đồng. Đề nghị ban luyện của Yên Thắng cũng như các thủ Yên Thắng sau trận đấu này nếu như có được phần thưởng này sẽ liên hệ với Huỳnh Nguyễn. Khánh Sáu. Cười. Vượt qua hai hậu vệ và dứt điểm không vào. Một tình huống đi bóng vào dứt điểm rất tự tin của Khánh Sáu. Tiến Trắng, tình huống quả người, lại là tình huống đánh chặn cực kỳ chính xác của Dương Cô Cà. Đó là một tình huống mà Dương Cô Cà đã khiến cho anh Thắng không có được tình huống phản công. Có rất đông các cổ động viên ngày hôm nay đã trở về đây để cổ vũ cho cả Hà Nội. Và trên kênh truyền thông TD Studio cũng đang có rất nhiều các quý vị khán giả đang dõi theo trận đấu này. Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn tiếp tục hãy dành những chia sẻ để trận đấu này sẽ lan tỏa được với tất cả các cổ động viên. Đường chuyền cho Khánh Sáu, chân phải. Nếu như đó là một đường căng ngang sang hành lang cánh trái dành cho Khánh Báo thì mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Quả đá biên tiếp theo được dành cho các cầu thủ Yên Nhân. Người đang có bóng là Khánh Sáu. Khánh Sáu! Liên tiếp là những tình huống đi bóng vào dứt điểm của cầu thủ số 10.
Văn Phát. Lại là Dương Coca là người đã lùi về. Một tình huống che chắn cực kỳ kinh nghiệm. Rất khó để có thể vượt qua được Dương Coca. Một cầu thủ mà theo tôi Dương Coca đã thi đấu xuất sắc nhất trong tất cả các trận đấu đã qua của Yên Nhân. Ngày hôm nay thì ban luyện của câu lạc bộ thanh niên xã Yên Nhân cũng đã nhắm tới Dương Coca để cho giải bóng đá thanh niên Yên Mô sắp tới. Có lẽ Dương Coca sẽ là cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại giải bóng đá thanh niên của huyện Yên Mô. Như vậy là sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho các thủ Yên Nhân. Dứt điểm không được. Lại là cú đá của cầu thủ số 30 Khánh Báo. Cười không được. Quá đáng tiếc cho Khánh Báo ở tình huống vừa rồi. Một không gian rất trống trải dành cho Khánh Báo. Trong khoảng 5 phút đã qua của trận đấu thì các thủ Yên Nhân đang ép sân. Họ đang có được rất nhiều những cơ hội để dứt điểm. Những tình huống đi bóng dứt điểm của Khánh Sáo và những cơ hội của Khánh Báo đang khiến cho hệ thống phòng ngự của Yên Thắng phải rất vất vả. Bên phía Yên Thắng xin thay người. Đức Thiện sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Phạm Hưng, cầu thủ số 30. Ở trận đấu trước thì Đức Thiện là người đã vào sân để thay thế cho Phạm Hưng. Và ngày hôm nay là ngược lại. Nguy hiểm. Đó là tình huống mà nếu như Khánh Báo chỉ cần chạm bóng thôi, rất có thể đã có bàn thắng cho Yên Nhân. Khánh Báo được chuyền nhưng chốt chặn cuối cùng ngày hôm nay bên phía Yên Nhân là Tiến Gia Ban và đang cho thấy sự tập trung cao độ của mình. Khánh Sáo liên tiếp là những tình huống tấn công trung lộ của các thủ Yên Nhân. Quả đá biên tiếp theo sẽ được dành cho các thủ Yên Nhân. Ở trận bán kết với các thủ Khánh Thịnh thì Yên Nhân thậm chí được đánh giá thấp hơn Khánh Thịnh. Nhưng đó là một trận đấu mà Yên Nhân đã chơi rất hay. Đặc biệt là những tình huống của Dương Coca. Hai quả đá penalty thành công trong trận đấu với Khánh Thịnh được thực hiện bởi Anh Đức và Dương Coca. Và hai bàn thắng giúp cho Yên Thắng có mặt ở trận chung kết trong trận đấu với các thủ Yên Thái được thực hiện bởi Toàn Đờ Lima và Văn Phát. Một đường chuyền có phần rất chủ quan của cầu thủ số 15 Hạnh Vĩ Đích. Và sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho Yên Thắng.
Toàn đội Lima. Pha can thiệp rất nhanh, lợi thế cho các thủ yến nhân. Khánh Sáo. Lỗi đã thuộc về cầu thủ áo đỏ. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt dành cho Yên Nhân. Người thực hiện sẽ là Khánh Sáo. Mạnh Thường Quân Huỳnh Nguyễn sẽ thưởng tiếp 2 triệu đồng nếu như Yên thắng ngày hôm nay, có được chiến thắng để có được chức vô địch tại giải bóng đá Nhi đồng huyện Mô năm 2022, thì đội bóng Yên thắng đã lên chức lên ngôi vô địch. Đó là một trong những chức vô địch mà đội bóng Yên thắng đã chờ đợi rất lâu rồi. Bên phía Yên Nhân xin thay người. Người sẽ rời sân là Hạnh Việt Đích. Hóa thay cho Hạnh Việt Đích là Việt Kem. Bóng đá trẻ Yên thắng trong những năm gần đây đang có được sự trở lại một cách rất mạnh mẽ, và chúng ta hy vọng sẽ được chứng kiến hình bóng của đội bóng Trà Tu năm xưa. Ở thập niên 90 thì đội bóng Vân Trà đã làm mưa làm gió trên các sân cỏ của Yên Mô. Và hy vọng lớp cầu thủ trẻ Huyền Thắng, đây có lẽ là thế hệ thứ ba của các huyền thoại như thủ môn Đình Văn, sẽ là những con người sẽ mang lại một sức trẻ cho Yên Thắng. Cảnh báo, được chuyển không thể đến được với vị trí của cầu thủ số 20. Ngày hôm nay Đức Chuối mang số áo 20, và cầu thủ này cũng đã thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công. Và sau khi Việt Kem vào sân thì cổ động viên Phúc Mai cũng dành những sự khích lệ cho Việt Kem. Nếu như Việt Kem ghi bàn trong trận đấu này sẽ được Phúc Mai dành tặng 500.000 đồng. Rất nhiều các phần thưởng nóng đã được các cổ động viên của hai đội hướng tới trận chung kết này. Đây là trận đấu không chỉ là quyết tâm của các cầu thủ trên sân, mà các cổ động viên cũng dành rất nhiều tình cảm cho cầu thủ hai đội. Họ hy vọng đây sẽ là một trận đấu mà hai đội sẽ chơi cống hiến và có được sự tự tin cũng như sức khỏe để chuẩn bị bước vào một năm học mới với rất nhiều những dự định cho riêng mình. Sau kỳ thi vào 10 thì các cầu thủ ở thế hệ 2008-2009 đã có được một sân chơi thể thao để mang lại một nguồn năng lượng. Cho đến lúc này thì giải bóng đá U15 Yên Mô diễn ra một cách rất thành công, rất nguy hiểm. Một tình huống pha bóng có phần hơi lóng ngóng của Phạm Hưng, nhưng rất may là không có tiền đạo nào của Yên Nhân băng vào tình huống vừa rồi. Căng ngang, người đã có tình huống đánh chặn vừa rồi là Tiến Trắng. Nước ra của Tiến Trắng thì tỷ lệ nghịch với cái tên của cầu thủ này. Lẽ trong những ngày vừa qua Tiến Trắng cũng đã tập luyện rất nhiều. Hạnh Việt Đích, không phải, đó là Tiến Gia Ban, được chuyền cho Việt Kem. Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối của hiệp 1 và tỷ số vẫn chưa được mở. Trận đấu giữa Yên Nhân và Yên Thắng vẫn đang có kết quả hòa không đều. Tiến Trắng. Rõ ràng đây là trận chung kết, cả đội đều chơi thận trọng.
và cố gắng tạo ra sự chắc chắn bên phần sân nhà. Họ chờ đợi những cơ hội phản công và những tình huống dàn xếp cố định. Và bây giờ sẽ là tình huống đá biên dành cho Yên Thắng. Phạm Hưng. Rất khó có thể vượt qua được Dương Quốc Ca ở những tình huống đối mặt với cầu thủ này. Tiến ra bàn. Được chưa, còn tiến ra bàn. Quang Huy là người đã đoán được ý đồ. Đánh đầu, không được. Lại làm tình huống treo bóng và điểm đến dành cho Khánh Báo. Hiệp 1 sẽ có thêm 1 phút bù giờ. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên dành cho các thủ Yên Thắng. Dứt điểm, cú đá rất hay. Đó là pha xử lý của Phạm Hưng. Một tình huống dứt điểm ở cự ly khoảng 15m. Dưới Coca. Tiến ra bàn. Việt Kèm, vẫn là Việt Kèm, tình huống băng lên rất nhanh. Quang Huy là người đã có được tình huống phong tỏa pha lên bóng của Việt Kèm. Toàn ở Lima. Đường chuyền quá mạnh. Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số vẫn là không đều. Chúng tôi xin mời quý vị các bạn sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. We'll be right back.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận chung kết giải bóng đá U15 Yên Mô năm 2023. Cuộc đọ sức giữa các thủ U15 Yên Nhân và Yên Thắng. Hiệp 1 khép lại mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Những diễn biến của hiệp 1 thì cả đội đều có những cơ hội. Tuy nhiên, việc chuyển hóa thành bàn thắng đang là một điều trở nên rất khó khăn khi mà hệ thống phòng ngự của hai đội đang chơi khá tốt. Như vậy là bóng đã lăn trở lại trong trận đấu giữa Yên Nhân và Yên Thắng. Ngay từ cú phát bóng đầu tiên, các thủ Yên Thắng đã tạo ra thử thách cho thủ môn Xuân Phong. Một cú đá thẳng về phía khung thành của Xuân Phong. Trận đấu mà quý vị và các bạn theo dõi chúng tôi đang được kênh TD Studio phát trực tiếp trên fanpage của TD và trên trang báo Yên Mô. Chúng tôi rất mong quý vị bạn hãy tiếp tục dành những chia sẻ để những diễn biến của trận đấu này sẽ đến được với tất cả các cổ động viên, đặc biệt là các cổ động viên của Yên Nhân và Yên Thắng. Toàn ở Lima.
Hoa quả người rất hay của Toàn Lê Lim à. Ở hiệp thi đấu thứ hai thì bên phía Yên Nhân họ có thêm một sự thay đổi. Trương Đạt, cầu thủ số 20 đã được tung vào sân để thay thế vị trí của Anh Đức. Pha đi bóng là của Khánh Báo. Đó là một tình huống cắt bóng chính xác của Quang Huy. Quả đá biên tiếp theo sẽ được dành cho Yên Nhân. Tình huống chạm bóng của Trương Đạt. Như vậy là sẽ có thêm quả đá biên dành cho Yên Nhân. Càng ngang, rất nguy hiểm. Những phút thi đấu đã qua của hiệp 2 thì cả hai thủ môn Tài Thế Tẹo và Xuân Phong đều phải gặp những thử thách rất lớn ở những tình huống cố định. Tốc độ của trận đấu trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2 có phần chậm lại. Rất có thể trận chung kết chúng ta sẽ lại lặp lại kịch bản của hai trận bán kết. Cả đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Dương Cô Ca! Đó là tình huống có mặt kịp thời của Tiến Trắng. Và bây giờ sẽ là tình huống đá biên dành cho các thủ Yên Nhân. Quả tạt hơi cao so với đà dậm nhảy của Khánh Báo. Pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn Tài Thế Tẹo. Đó là một cú đá từ ngoài vòng cấm. Rất may là Tài Thế Tẹo đã có tình huống bay người hết cỡ để cản phá. Nếu không thì các thủ nhân đã có được bàn thắng mở tỷ số rồi. Vẫn là những áp lực rất lớn được các thủ áo đen tạo ra. Đề nghị các cổ động viên Quyền Thắng chúng ta ngồi lui vào bên trong đi. Chúng ta ngồi cách vạch giới hạn 1 mét đi để đảm bảo cho công tác điều hành của trọng tài. Rất nhiều lần trong trận đấu này Khánh Báo đã nằm sân. Nhưng cầu thủ này là vẫn tiếp tục đứng dậy. Để tranh chấp và tỷ lệ được với thủ môn Xuân Phong là một điều rất khó. Thủ môn này có chiều cao và cân nặng có lẽ là tốt nhất trên sân. Nhìn Xuân Phong không khác một đồ vật. Văn Phát. Văn Phát và tiến ra bàn. Quyền đá biên sẽ thuộc về Yên Thắng. Rất nguy hiểm, bóng đã một lần nữa
được Xuân Phong đẩy ra. Đó là lỗi của cầu thủ số 20 Trường Đạt. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt được dành cho Yên Thắng. Toàn Đời Lima sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Trong trận đấu với Yên Hòa thì Toàn Đời Lima đã từng ghi bàn ở tình huống đá phạt cố định. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi vào Toàn Đời Lima. Cả hai bàn thắng trong trận đấu với Yên Hòa đều là những tình huống dàn xếp đá phạt giữa Xuân Phát và Toàn Đời Lima. Nhưng đó là những tình huống có cự ly gần hơn. Đá biên cho các thủ Yên Nhân. Trận đấu vẫn đang diễn ra với thế giằng co. Cả đội đều có những tình huống ăn miếng trả miếng. Nhưng vẫn chưa có thắng nào được ghi. Có lẽ là những diễn biến của trận đấu này đang rất cần một bàn thắng. Nó sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Tình huống treo bóng có phần hơi mạnh của Toàn Đời Lima. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên dành cho Yên Nhân. Tình huống để mất bóng của Dương Cô Ca. Văn Phát được chuyền. Phạm Hưng. Lỗi của Dương Cô Ca. Và sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho cầu thủ số 97. Tình huống mất bóng trước đó là khá nguy hiểm. Ngay lập tức là tình huống phối hợp của Văn Phát và Phạm Hưng. Đây sẽ là một tình huống đá phạt thuận lợi dành cho các cầu thủ Yên Thắng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi vào khả năng dứt điểm của Toàn Đời Lima. Thậm chí là Văn Phát cũng có khả năng xuất phạt rất tốt. Toàn Đời Lima dứt điểm. Cú đá có lực rất căng nhưng không thể vượt qua hàng rào. Pha xử lý rất cồng kềnh và vất vả của Hải Long. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn. Sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Yên Nhân. Hành báo, đây rồi, Việt Kiểm vẫn không thể dứt điểm thành công. Một tình huống có bóng trong vòng cấm của Việt Kèm. Giữa Coca. Phật bóng rất mạnh lên phía trên. Điểm đến trong đường chuyền vừa rồi dành cho Trương Đạt. Một thế trận rất khó khăn cho cả hai đội. Rõ ràng là những con số thống kê cũng như các trận đấu, kết quả của trận đấu trước đây cho thấy cuộc đọ sức giữa Yên Thắng và Yên Nhân là một trận chung kết có thể nói là rất cân tài cân sức. Giữa Coca sẽ là người thực hiện quả đá phạt từ phần sân nha. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên dành cho các thủ Yên Nhân. Sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho Yên Nhân. Người chạm bóng cuối cùng ở tình huống vừa rồi là Tiến Trắng. Dương Coca
Họ xử lý khá hay, dứt điểm. Và và đó là Trương Đạt. Trương Đạt là người đã mở tỷ số cho các cầu thủ Yên Nhân. Ở một tình huống lộn xộn trước khung thành của Yên Thắng thì Trương Đạt là người đã nhanh hơn, có tình huống ra chân để kết thúc một bàn thắng sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Trọng tài đã cất còi và sẽ có thêm quả đá phạt dành cho Yên Thắng. Bên phía Yên Thắng xin thay người. Người sẽ rời sân là Phạm Hưng. Phạm Hưng sẽ nhường lại vị trí cho Vinh Vui Vẻ, cầu thủ số 239. Và bên phía Yên Nhân cũng có thêm sự thay đổi. Khánh Báo sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Phạm Thắng. Như vậy là Khánh Báo sẽ không còn cơ hội để gia tăng số bàn thắng của mình nữa. Sự thay đổi người bên phía Yên Nhân đã phát huy được hiệu quả. Sau khi vào sân thì Trương Đạt đã ghi bàn. Tiến Trắng. Giữa Coca. Dứt điểm từ xa. Rất nguy hiểm. Rất tiếc là tình huống vừa rồi Khánh Chuối không thể chạm bóng. Đó là Việt Kem chứ không phải là Khánh Chuối. Việt Kem. Ơi. Một tình huống đánh chặn rất tốt của Quang Huy. Một tình huống đi bóng sọc thẳng vào trung tâm phòng ngự của Yên Thắng. Phạm Thắng. Giữa Coca. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số thì các cầu thủ Yên Nhân tiếp tục ép sân. Và va chạm giữa Dương Coca và Vinh Vui Vẻ. Mặc dù đang có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Yên Nhân vẫn đang chơi tấn công. Và bây giờ cơ hội sẽ được trao cho Khánh Sáo. Nếu như kết quả này được giữ nguyên thì Khánh Báo sẽ là cầu thủ sẽ nhận được danh hiệu vua phá lưới. Lúc này thì ba cầu thủ đang có hai bàn. Tuy nhiên theo thực thức và điều lệ thì đội bóng nào tiến sâu hơn, cầu thủ đó sẽ giành được danh hiệu vua phá lưới. Sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho Yên Nhân. Rất đông các thủ Oren đang có mặt trong vòng cấm của thủ môn Tài Thí Tẹo. Và đó là một tình huống mà trọng tài rút thẻ vàng, đồng nghĩa với việc sẽ là quả đá penalty dành cho Yên Nhân. Tiếp tục là một lợi thế dành cho Yên Nhân khi mà Quang Huy đã phạm lỗi trong vòng cấm. Một chiếc thẻ vàng đã được dành cho Quang Huy. Và bây giờ sẽ là cơ hội tiếp theo được dành cho Khánh Sáo. Ai đây? Đứng trước bóng đang là cầu thủ số 10. Nếu như thực hiện cú đá này thành công thì sẽ là lợi thế rất lớn dành cho các cầu thủ Yên Nhân. Tài Thí Tẹo không vào. Rất may là Tài Thí Tẹo đã phán đoán được đúng hướng bóng. Và không có thêm bàn thắng cho Yên Nhân.
Nó lại là một tình huống mà cầu thủ... Ông nói anh nhá. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ số 13 Hải Long. Các cầu thủ chơi nhiệt thì sẽ đã có trọng tài và những chiếc thẻ vàng và thẻ đỏ sẵn sàng sẽ rút ra để cảnh cáo. Văn Phát, tình huống đi bóng rất nỗ lực, rất nguy hiểm, sẽ có thêm quả đá phạt góc dành cho Yên Thắng. Trong sân các cầu thủ thi đấu cũng rất là mệt, ở ngoài sân thì các cổ động viên còn mệt hơn, liên tục di chuyển từ sân này sang sân kia. Đề nghị các cổ động viên chúng ta đứng cách xa đường đường biên 1 mét để đảm bảo cho công tác điều hành của trọng tài. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều để cho các thủ Yên Thắng có thể sát mặt cách biệt. Bóng đã khẽ chạm xà ngang sau tình huống đá biên vừa rồi. Cho đến thời điểm hiện tại thì bên phía Nhân cũng đã có tới 3 sự thay đổi. Và bên phía Yên Thắng họ cũng đã có thực hiện 2 sự điều chỉnh. Đường chuyền không thể đến được với cầu thủ số 10 Ánh Sáo. Và để bóng đầy quyết tâm của Tiến Trắng. Nhưng Tiến Trắng rất đơn độc ở tình huống lên bóng vừa rồi. Lẽ ra thì Tiến Trắng cần phải thực hiện đường chuyền sớm hơn cho Văn Phát. Dương Coca hất bóng rất mạnh lên phía trên. Quyền đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ Yên Thắng. Văn Đức Lima. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết giải đấu 15 Yên Mô năm 2023. Trận đấu giữa các thủ Yên Nhân và Yên Thắng. Tỷ số này đang là 1-0 tạm nghiêng về phía Yên Nhân. Bàn thắng được ghi do công của Trương Đạt, cầu thủ số 20. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc dành cho các thủ Yên Thắng. Rất đông các thủ đỏ đang tràn lên. Có lẽ lúc này thì đội bóng Yên Thắng cần phải đề cao đội hình. Họ phải chấp nhận một lối chơi mạo hiểm, dồn toàn lực cho một trận tấn công. Pha bóng rất mạnh và an toàn, đó là pha xử lý của Khánh Sáo. Hải Long. Hạnh Vĩ Đích. Không phải, đó là Phạm Thắng. Phạm Thắng vào sân và mặc chiếc áo của Hạnh Vĩ Đích. Quả đá biên tiếp theo được dành cho Yên Nhân. Ngày hôm nay thì những chân sút bên phía Yên Thắng như Toàn Đơ Lima và Văn Phát đang gặp rất nhiều khó khăn. Rõ ràng là hàng tiền vệ của Yên Nhân ngày hôm nay đã có được sự nghiên cứu rất kỹ lối chơi qua cầu thủ này. Trận đấu vẫn đang trôi đi trong sự sốt ruột của các cổ động viên bên phía Yên Thắng. Trọng tài sẽ cho phép cầu thủ Yên Thắng thực hiện lại tình huống đá biên này. Toàn Lima.
Quyền đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ Yên Nhân. Cho dù trận đấu này kết thúc với kết quả như thế nào thì rõ ràng là các cổ động viên cũng đều dành những tình cảm cho cầu thủ hai đội. Họ đều là những cầu thủ đã chơi rất hay và rất cố gắng ở giải đấu năm nay. Phạm Thắng. Một thoáng chật chừ của Phạm Thắng. Lẽ ra thì Phạm Thắng cần phải dứt điểm sớm hơn. Khánh Sáo. Rất nguy hiểm ở đó là bàn thắng của Khánh Sáo. Một góc sút quá đẹp nhưng Khánh Sáo vẫn tạo ra được bàn thắng. Một cú đá có thể nói là điểm 10 công. Điểm 10 công dành cho Khánh Sáo ở tình huống xử lý vừa rồi. Quá chất lượng. Đây là bàn thắng thứ hai của Khánh Sáo tại giải đấu này. Và đó cũng là bàn thắng thứ hai trong trận chung kết dành cho Yên Nhân. Một pha xử lý đẳng cấp. Một chữ chính xác tuyệt đối trong cú đá vừa rồi. Thủ môn của Yên Thắng đã hóa tượng ở tình huống vừa rồi, không thể quan sát thay gương bóng. Lợi thế quá lớn dành cho Yên Nhân nhưng thời gian còn lại vẫn đủ để cho Yên Thắng có thể thay đổi kết quả trận đấu này. Vấn đề là đội bóng áo đỏ cần phải tràn lên và thi đấu tự tin. Tiếp tục là Khánh Sáo, quá người, rất hay, căng ngang. Ở trận đấu bán kết thì Khánh Sáo cũng đã chơi rất hay với những tình huống đi bóng tương tự như vừa rồi. Toàn ở Lima. Hải Long. Quyền đá biên sẽ thuộc về Yên Thắng. Nguy hiểm, vẫn không có bàn thắng cho các cầu thủ Yên Thắng, mặc dù vừa rồi là một tình cú đá rất căng. Các cầu thủ đỏ đang làm tất cả gì có thể để hướng tới những bàn thắng. Toàn ở Lima. Tình huống bật cao hơn tất cả của Dương Coca. Toàn ở Lima. Vẫn là Toàn Đơ Lý mà, căng ngang. Phản công, người đang đi bóng là Khánh Sáo. Rất hay, vẫn là Khánh Sáo. Pha xử lý cực kỳ đẳng cấp của cầu thủ số 10. Phản công cho Yên Thắng. Số mấy mình ơi? Nỗ lực đi bóng của Quang Huy. Phạm Thắng là người đã phải nhận thẻ vàng ở tình huống vừa rồi. Anh em đừng nói gì. Bên phía Yên Thắng xin thay người. Hải Long sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Đức Bình, cầu thủ số 4. Cùng với đó là sự thay đổi người bên phía Yên Nhân. Phạm Thắng sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho Mạnh Hùng. Văn Phát. Vẫn là Văn Phát. Dứt điểm. Không được. Sẽ có thêm 3 phút bù giờ cho những diễn biến còn lại của trận đấu này. Khánh Sáo. Pha xử lý rất hay và tự tin của Khánh Sáo. Với kết quả này thì Khánh Sáo và Khánh Báo sẽ nhận được danh hiệu
Cú phá lưới dành cho hai thủ đó, cần thắng được nâng lên 3-0 cho các thủ Yên Nhân. Rất bất ngờ. Có lẽ là chiếc vô địch đã nằm chắc trong tay của các thủ Yên Nhân. Người ghi bàn ở tình huống vừa rồi là cầu thủ số 30. Vâng. Không chính xác, đó là Trương Đạt. Bàn thắng thứ hai của Trương Đạt. Lúc này thì có tới 3 cầu thủ của Yên Nhân ghi được 2 bàn. Khánh Sáo, Khánh Báo và Trương Đạt. Sự thay người bên phía Yên Nhân trở nên cực kỳ hiệu quả. Bóng đã chạm tay của Việt Kem. Danh hiệu vua phá lưới sẽ được chia đều cho 3 cầu thủ bên phía Yên Nhân: Khánh Báo, Khánh Sáo và Trương Đạt. Nhưng có lẽ là các bạn cầu thủ này cũng sẽ rất vui vẻ. Cầu thủ của Yên Thắng, Yên Nhân, chính xác cầu thủ Yên Nhân. Không có gì khó khăn với thủ môn sân phòng. Chiếc vô địch đã nằm chắc trong tay của các thủ Yên Nhân. Quãng thời gian còn lại là không đủ để cho các thủ Yên Thắng có thể tạo ra cuộc lật đổ nữa. Mục tiêu khả dĩ nhất lúc này của Yên Thắng có lẽ chỉ là bàn thắng mà thôi, bàn thắng danh dự. Việt Kem. Chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Quang Huy. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai. Cho dù trận đấu này kết thúc với tỷ số như nào thì chúng ta cũng đã có một giải đấu vui vẻ rồi. Giải thưởng chỉ mang tính tinh thần mà thôi. Các bạn chơi bóng để thỏa đam mê và đến đây để giao lưu kết nối. Không nên có những tình huống quá căng thẳng. Và đúng này thì trọng tài đã thổi còi khép lại trận đấu. Như vậy là sẽ được chúc mừng các thủ Yên Nhân, các thủ hai đội. Chúng ta sẽ tập trung về vòng tròn trung tâm giữa sân để gửi những lời cảm ơn tới các cổ động viên đã cổ vũ cho trận đấu này. Xin mời cầu thủ Yên Thắng sẽ trở về khu vực giữa sân. Đây là trận đấu mà Yên Thắng đã chơi rất cố gắng và cũng xin được chúc mừng tinh thần thi đấu của cả hai đội. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị các bạn sẽ cùng đến với lễ trao giải của ban tổ chức. Ở chức hai đội bóng giành giải ba, đó là các thủ Khánh Thịnh và Yên Thái. Và đội bóng giành giải nhì là đội bóng Yên Thắng. Và đội bóng giành chức vô địch là Yên Nhân. Cầu thủ giành được danh hiệu vua phá lưới là 2 cầu thủ của Yên Nhân. Chính xác là 3 cầu thủ.